Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi trên Tin Mới. Thưa quý vị và các bạn, nước sông lên cao kỷ lục, 200 con sông vỡ đê, một nửa miền Nam ngập trong nước là những thiệt hại nặng nề do trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc đang gây ra. Hiện trạng này làm nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử ở quốc gia Đông Á này vào năm 1998, cướp đi hơn 3.000 sinh mạng, phá hủy nhiều nhà cửa, làm ảnh hưởng nặng nề đến 220 triệu người. Thảm họa Đại Hồng Thủy năm 1998 có lặp lại. Tình hình lũ lụt ở Trung Quốc trong năm nay căng thẳng, đặc biệt là dọc theo các con sông nhỏ và trung bình do lượng mưa lớn hơn, mùa mưa kéo dài cùng với các điều kiện thời tiết biến động. Các cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo về mưa lớn mỗi ngày đối với các khu vực nhất định của Trung Quốc. Dọc sông Dương Tử, một số trạm quan trắc đã ghi nhận mực nước lũ vượt quá kỷ lục năm 1998. Trận lụt kinh hoàng cướp đi sinh mạng hơn 3.000 người dân và gây ảnh hưởng nặng nề đến hơn 220 triệu người dân Trung Quốc. Nhận định về tình hình thời tiết ở Trung Quốc năm nay, các chuyên gia cho biết nguy cơ này là có, đặc biệt là ở các sông cỡ trung bình và nhỏ, có hệ thống đê không được bảo trì trong nhiều năm. Mưa ở Trung Quốc kể từ tháng trước đã vượt xa mức trung bình trong cùng kỳ. Theo dữ liệu khí tượng, từ đầu tháng trước đến ngày hôm nay, lượng mưa trung bình dọc theo lưu vực sông Dương Tử đã tới 349 mm, mức cao thứ hai kể từ năm 1961. Lượng mưa năm nay thậm chí còn vượt mức cùng kỳ năm 1998 tới 15 mm. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, lượng mưa ngày ở nhiều khu vực Trung Quốc ở ngưỡng chưa từng thấy trong năm nay. Có 31 trạm quan trắc khí tượng quốc gia ở 7 vùng, chủ yếu là ở trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử, đã ghi nhận lượng mưa ngày cao kỷ lục trong tháng này. Trạm khí tượng ở 13 huyện, trong đó có 10 trạm thuộc tỉnh Giang Tây, ghi nhận lượng mưa cao nhất trong mọi thời đại, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc. Ngoài ra, thời kỳ mưa mận Plum Rain kéo dài trong năm nay ở Trung Quốc cũng mang tới lượng mưa nhiều hơn. Mưa mận được đặt tên theo mùa mận chín ở Trung Quốc, thường xảy ra từ tháng trước tới tháng này là giai đoạn mưa hoặc mây liên tục ở hạ lưu và trung lưu sông Dương Tử. Thời kỳ mưa mận ở Trung Quốc năm nay bắt đầu sớm hơn từ ngày Chủ nhật tuần trước so với thông thường ở vùng phía Nam và dọc sông Dương Tử. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, thời kỳ này đã đến sớm hơn và dự kiến sẽ kéo dài muộn hơn. Wang Zhongwang, nhà dự báo trưởng tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc nhận định. Theo ông, thay vì kết thúc như thường lệ trong giai đoạn cuối 10 ngày đầu tháng này, thời kỳ này có thể kéo dài tới giữa tháng, gây sức ép lớn cho nỗ lực kiểm soát lũ dọc sông Dương Tử. Chuyên gia Trung Quốc khẳng định sẽ không có đại hồng thủy. Giữa những lo ngại về tình hình ngập lụt nghiêm trọng đang diễn ra ở phía Nam Trung Quốc, một chuyên gia từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc nhấn mạnh trận lụt năm nay sẽ không thể gây ra những thiệt hại nặng nề như đợt lụt lịch sử năm 1998. Theo vị quan chức Trung Quốc, về thời điểm hiện tại, đây mới chỉ là đợt lũ trong khu vực và năng lực kiểm soát lũ trên sông Trường Giang đã được cải thiện nhiều hơn sau 20 năm. Chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu, bà Lina, người đứng đầu Ban đánh giá và kiểm soát lũ lụt thuộc Viện Nghiên cứu Thủy lợi và các nguồn tài nguyên nước tại Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc nhấn mạnh, những thiệt hại mà trận lụt năm nay gây ra sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với những gì từng xảy ra năm 1998. Cũng theo bà Ly, dù mực nước tiếp tục vượt trên các mức cảnh báo, nhưng lũ lụt hiện chủ yếu tập trung tại các khu vực nhất định. Bà Ly nhấn mạnh thêm, năng lực điều tiết lũ trên sông Trường Giang đã được cải thiện nhiều so với cách đây hơn 20 năm là nhờ đập Tam Hiệp. Đây là công trình thủy điện có quy mô lớn nhất thế giới và được hoàn thành xây dựng trong năm 2009 với khả năng lưu trữ nước lên tới 22 tỷ mét khối. Ngoài ra, theo bà Ly, sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại như giám sát, dự báo và điều phối, kiểm soát lũ cũng sẽ giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ thiên tai. Đáng nói, bà Ly cho rằng, ngay cả khi trận lụt lịch sử năm 1998 lặp lại, hệ thống ngăn chặn dòng lũ trên sông Trường Giang vẫn đủ sức tiết chế, nhưng không thể tránh khỏi việc những khu vực rộng lớn và các nhánh sông sẽ bị ảnh hưởng. Bà Ly cảnh báo thách thức thực sự mà Trung Quốc sẽ phải đối mặt là trường hợp nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao trên thượng nguồn và ở giữa sông Trường Giang. Theo bà Ly, việc dự đoán liệu nước lũ có hạ xuống trong tương lai gần hay không là chuyện vô cùng khó. Tình hình phụ thuộc lớn vào vị trí và lượng mưa đổ xuống khu vực. Mưa đang di chuyển sang phía Bắc và sẽ gây ảnh hưởng tới mực nước trên sông Hoàng Hà và các con sông ở phía Bắc Trung Quốc. Bà Ly nhấn mạnh, khác với phía Nam, các con sông ở miền Bắc chưa từng trải qua những đợt lũ lớn trong quá khứ, do đó khu vực này rất dễ chịu tác động từ thiên tai. Vì vậy, nhiệm vụ chính trong công tác phòng chống lũ hiện nay là sơ tán người dân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng và giám sát chặt chẽ tình hình ở những con sông lớn đang trong tình trạng không thể chống cự được. Để đưa ra quyết định sớm và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khoảng 24.000 binh sĩ thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang và quân đội Trung Quốc được điều động tham gia công tác chống lũ ở tỉnh Giang Tây, nơi 6 triệu người dân đang phải hứng chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng từ thiên tai. Theo đó, quân đội Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để sửa chữa và gia cố các con đập nhằm ứng phó với tình trạng lũ lụt trở nên trầm trọng hơn khi mà dự báo thời tiết cảnh báo mưa lớn sẽ tái diễn. Tại thị trấn Hồ Bà Dương, khu vực nằm ngay cạnh hồ chứa nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc có cùng tên, binh sĩ thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang đang sửa chữa các điểm yếu, gia cố và đắp cao thêm phía trên con đập để chuẩn bị trước tình huống nước lũ dâng cao đe dọa cuộc sống của 400.000 cư dân địa phương. Khi biết tin lũ lụt diễn biến nghiêm trọng, anh Su Lê Phan, 24 tuổi, một binh sĩ thuộc biên chế của lực lượng không quân Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ ở thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây, cũng đã nhanh chóng mua vé lên chuyến tàu cao tốc để tới thị trấn Hồ Bà Dương làm nhiệm vụ khẩn cấp là xây dựng một bức tường bằng bùn phía trên con đập cũ giữa lúc nước lũ không ngừng dâng lên. Là một quân nhân, nhiệm vụ của tôi là đối phó với thiên tai và hỗ trợ người dân, anh Su chia sẻ. Ngay cả các cựu quân nhân Trung Quốc cũng tình nguyện tới những khu vực lũ lụt để tham gia công tác phòng chống và sơ tán người dân tới nơi an toàn. Miền Nam Trung Quốc đang trải qua đợt mưa kéo dài bất thường khi 433 con sông ghi nhận mực nước vượt trên mức cảnh báo. Theo một chuyên gia giấu tên, nếu mưa tiếp tục di chuyển sang phía Bắc, lưu vực sông Trường Giang sẽ được an toàn và đập Tam Hiệp sẽ điều tiết lượng nước mưa trên khu vực thượng nguồn. Song vị chuyên gia này cũng cảnh báo mùa mưa còn kéo dài thêm ít nhất là 1 tháng nữa, kèm theo yếu tố thời tiết bất thường, công tác kiểm soát lũ sẽ vô cùng khó khăn. Đại hồng thủy năm 1998, cơn ác mộng của nhiều người dân Trung Quốc. Nhớ về trận lũ lụt năm 1998, nhiều người vẫn không khỏi ám ảnh khi trận lũ đã tàn phá 24 tỉnh ở Trung Quốc. Theo số liệu từ chính phủ Trung Quốc cho biết, khoảng 223 triệu người dân chịu ảnh hưởng trong đợt thiên tai kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1998. Trong đó, hơn 4.100 người thiệt mạng, 15 triệu người mất nhà cửa, 15 triệu nông dân bị mất mùa do lũ quét. Ngoài ra, tình trạng mưa lớn kéo dài năm đó đã khiến nhiều công trình như bệnh viện, trường học, trạm cung cấp nước, hệ thống cầu đường, các xí nghiệp công nghiệp bị hư hỏng nặng nề. Tới tháng 8 năm 1998, ước tính tổng thiệt hại kinh tế đã lên tới 20 tỷ đô la. Trận lụt lịch sử năm 1998 từng tàn phá toàn bộ thị trấn Giang Châu nằm trên hòn đảo giữa sông Trường Giang của Trung Quốc. Hơn 20 năm trôi qua, người dân địa phương lại đang lo sợ nguy cơ thảm họa thiên nhiên lặp lại trong bối cảnh nước lũ không ngừng dâng cao sau khi tàn phá nhiều khu vực rộng lớn ở phía Đông và phía Nam Trung Quốc. Mực nước trên sông Trường Giang đã vượt trên chiều cao của các con đê thông thường, thậm chí nước còn dâng trên cả loạt bao cát đầu tiên mà chúng tôi dựng để hộ đê. Ngay khi chúng tôi đắp loạt bao cát thứ hai, tình trạng này vẫn lặp lại. Giờ chúng tôi đang đắp loạt bao cát thứ ba. Chúng tôi thực sự lo ngại trước tình hình hiện nay. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, SCMP dẫn lời ông Si Yuwa, một nhân viên tuần tra và canh gác đê. Vào năm 1998, con đê đã bị vỡ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi dòng nước lũ đổ vào toàn bộ hòn đảo ngập chìm trong nước, ông Si nhớ lại. Thị trấn Giang Châu nằm trên hòn đảo giữa sông Trường Giang. Tình trạng nước lũ liên tục nâng cao thêm khiến người dân địa phương vô cùng lo sợ. Nhiều người dân trên đảo có những khu vực canh tác quy mô lớn, một vài trang trại còn rộng tới hàng trăm mẫu và thậm chí hơn 1.000 mẫu nếu như nước lũ dâng lên cao quá. Toàn bộ mùa màng sẽ bị chìm trong nước và người dân sẽ bị thất thu, thiệt hại kinh tế là vô cùng lớn, ông Si nói thêm. Để khắc phục tình hình, chính phủ Trung Quốc đã cho huy động các binh sĩ quân đội tới hỗ trợ người dân trên đảo điều tiết dòng nước lũ. Cụ thể, các quân nhân đang đắp thêm bao cát và xây thêm các con đê phòng hộ. Nhiều cư dân sinh sống lâu năm ở thị trấn Giang Châu quyết định ở lại và tham gia công tác hỗ trợ ngăn nước lũ tràn vào khu vực dân sinh. Cứ 30 phút chúng tôi lại tuần tra đê một lần để xem có chỗ nào bị nứt hay không. Đảo Giang Châu đang đối mặt với nguy cơ bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng. Đây là quê hương của tôi, do đó tôi quyết định ở lại đây vài ngày để đóng góp một phần nhỏ công sức, một cư dân trên đảo chia sẻ. Các quan chức địa phương đã yêu cầu toàn bộ người dân dưới 18 tuổi và trên 65 tuổi rời khỏi hòn đảo để đảm bảo an toàn tính mạng. Bố tôi đã lớn tuổi và không hề an toàn khi ở lại đảo, trong khi nước lũ vẫn tiếp tục đổ về. Do đó tôi quyết định đưa gia đình mình tới lánh nạn ở thành phố Cửu Giang, một người dân địa phương cho biết. Toàn bộ nhà cửa trong ngôi làng mà tôi sinh sống trên đảo đã bị phá hủy trong trận lụt lịch sử năm 1998. Chúng tôi lo sợ trận lụt năm nay sẽ nghiêm trọng như sự việc lịch sử. Đây chính là lý do mà nhiều người chọn phương án mua nhà ở thành phố Cửu Giang kế bên. Một người dân cho biết về quyết định rời đảo của mình. Chúng tôi đã tiến hành xây thêm đập bằng cách trồng những bao cát từ 5 ngày qua. Chúng tôi sẽ đắp các bao cát cao thêm nếu như nước lũ tiếp tục dâng. Nước lũ năm nay tràn vào rất nhanh, mọi chuyện sẽ được cải thiện nếu như nước nhanh chóng rút xuống. Nhưng nếu nước lũ vẫn rình rập một thời gian dài, mọi chuyện sẽ nguy hiểm vì lúc này các con đê không còn vững chắc nữa, một kỹ thuật viên hộ đê cho biết. Vâng, trận lụt lịch sử năm 1998 đến nay vẫn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân Trung Quốc. Mặc dù có những quan chức Trung Quốc lên tiếng trấn an, tâm lý lo ngại vẫn xuất hiện trong suy nghĩ của không ít người dân tại quốc gia này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trước các bản tin tiếp theo của Tin Mới.